Thưa quý vị, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em. Trong nhiều vụ án, các đối tượng lợi dụng sự quen biết từ trước với nạn nhân, khi cha mẹ hoặc người thân vắng nhà thì tiếp cận để lôi kéo, dụ dỗ, thực hiện hành vi xâm hại. Một số trường hợp thì vì hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ đi làm ăn xa, ít quan tâm, chăm sóc, các em gái dễ bị các đối tượng xấu dụ dỗ quan hệ tình dục. Đáng chú ý, không ít vụ xuất phát từ việc làm quen rồi hẹn hò qua mạng xã hội. Như tối hôm ngày 24 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Quy, 23 tuổi, quê tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em. Theo điều tra ban đầu, đối tượng Quy lên mạng xã hội làm quen với em H, tên đã được viết tắt, 12 tuổi, ngụ ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tại cơ quan công an, Quy khai nhận từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 11 năm 2022, đối tượng Quy đã dụ dỗ em H đến nhà nghỉ để quan hệ tình dục trên 40 lần. Có nhiều lần em H từ chối nhưng đã bị đối tượng Quy cưỡng ép, buộc phải quan hệ tình dục. Quy cũng khai nhận có 2 lần đối tượng Quy đã chụp ảnh, quay video cảnh hai người khi đang quan hệ tình dục. Đến khoảng tháng 7 năm 2022, khi em H yêu cầu chấm dứt mối quan hệ tình cảm đối với đối tượng Quy, thì bị đối tượng Quy đe dọa sẽ gửi hình ảnh quan hệ tình dục của hai người cho gia đình biết. Lo sợ bị gia đình phát hiện, em H tiếp tục bị đối tượng Quy dụ dỗ đưa đến nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Sau khi gia đình em H biết được sự việc đã làm đơn tố cáo đối tượng Trần Văn Quy đến cơ quan công an, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã khẩn cấp bắt đối tượng Trần Văn Quy để điều tra vụ việc.